Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người đến một sản phẩm đó là S690 của là DB Acoustic chính hãng ha. Thì những cái dòng này thì mình đã bán trên thị trường tầm khoảng rõ là gần 3 năm rồi. 3 năm có thể có nợ là hơn. Thì mình thấy rất là ổn định. Thứ hai nữa là hàng chính hãng, mọi người biết là độ bền nó rất là cao. Nó rất là nhiều sản phẩm cao cấp giống như là men sub, men full. Hiện tại thì còn men sub 1.500, cảm ơn Latte Đơ hay là cái những cái loại chi ngô. Mọi người thấy là hàng chính hãng lúc nào nó cũng có là nét hơn những cái sản phẩm bên ngoài. Ví dụ mọi người biết là chính hãng thì phải người ta đăng ký thương hiệu, người ta lâu dài thì người ta chọn sản phẩm tốt, cho mình để mình xài mình ổn định. Thì mọi người biết là bộ này 5 năm mà lút này thì có sinh 10, nó là một cặp đôi hoàn hảo nhất là giá tầm trung. Thì hai con này thì trên dưới 10 triệu một bộ, nên mọi người sử dụng nó rất là ổn định về xô. Thứ hai nữa là mọi người đang sử dụng lo titan thì bên mình sẽ cài đặt chương trình cho mọi người theo model. Ví dụ như là xài nó có 3 cái mod, mình có thể là mình lưu lại cho người 3 cái mod này theo 3 cái model. Ví dụ là lo F712V1, F712V2, đó, xài sub gì mình sẽ cài đặt cho mọi người sẵn hết. Mọi người mua về mọi người sử dụng là nó hiệu quả liền. Mọi người không biết muốn chỉnh sửa sơ thì bên mình hướng dẫn cho mọi người cách chỉnh cách chỉnh là như thế nào cho nó hiệu quả. Thì mình sẽ review bình sơ lược về cái con này. Hiện tại con này đang mình cắm đang ngõ là Sitter. Thì mọi người biết là ví dụ như là cái chương trình số 1 thì mình cài cho mọi người là cái chương trình Echo và bấm số 1 nè. Mọi người thấy nè, bấm số 1 thì trên đây là cái chữ M1 đúng không, nó chuyển qua chữ M1 nè, mọi người nghe nha. Đi 1 2 3 4 5 6 1 thì phù hợp cho mọi người sử dụng cái dùng mềm của mình. Thì bây giờ mình sẽ bấm qua chế độ M2 M2 nha. Thì mọi người nè, M2 là chạy chương trình số 2. Hê 1 hê 3 4 5 6 hê 1 hê 3 4 5 6 chương trình số 1 đây. 1 hê 3 4 5 6 lê 1 hê bấm chương trình số 2 là gì vậy? Hê 3 4 5 6 rồi mình sẽ cài một cái chương trình là không có effect luôn. Không có effect luôn, tức là khi mọi người bấm vào chương trình đó thì nó cho mọi người là không có effect, tức là không có nút chỉnh là MC đó mọi người. Nó là MC đó. Đó, mình sẽ xem lại cái chương trình số 3. Đó, số 3 thì khi mọi người bấm chương trình số 2 nè nha. Chương trình số 3 chương trình này để cho MC nói chuyện nha, mọi người gần bấm thôi. Thì input của nó mọi người có thể là hát không cần mixer, là đi karaoke. Và mọi người muốn sử dụng controller và echo thì mọi người rất là đơn giản thôi. Mọi người bấm vào cái mic, mọi người tắt chống hú luôn. Chống hú này phải không? Mọi người off luôn. Thì nó lúc này nó trở thành một cái controller, là cái code chia quay. Là có effect, mình tắt chống hú nè, mình vẫn sử dụng được nè mọi người. Hê, một, đi. Hê, ba, bốn, năm, sáu, đi. Hê, một, đi. Tại vì nó là hiện tại là những chip xử lý nó là mới. Mới nhất, linh kiện tốt nhất bây giờ, nên nó tạo cho mình cái tín hiệu tiếng, cái micro nó rất là nịnh tiếng. Đặc biệt cái tiếng ca của mình rất là sáng, rất là xa, rất là bung nha. Thì cái tầm này là cái tầm trung thôi mọi người, tầm hơn 5 triệu. Thì ba mọi người setup, ví dụ như mọi người về mọi người muốn chỉnh cái gì đó, chỉnh sub hoặc full đó, mình để mọi người gọi video cho mình hướng dẫn cho mọi người, mình có cái thịt hướng dẫn cho mọi người hết, rất là tiện nha. Ví dụ như micro trên đây của nó, đi combo của nó nè, micro của nó mọi người đang phá nè, đang phá phím nè, mọi người thấy chưa? Đó, đang phá phím. Và khi mọi người muốn mở phím thì vẫn được bình thường nha. Đèn nút vào dưới mình rồi mọi người đè cái nút đó, mọi người mở lên thì nó sẽ on lên. Lúc này mọi người chỉnh được ha. Rồi khi nào mọi người muốn khóa lại đó, thì mọi người tắt nguồn đây, tắt nguồn đây, rồi xong mọi người đè cái nút trên đây rồi mọi người mở lên thì nó sẽ lại lóc là mọi người thấy nó ổ khóa không, thì nó không thể nào mà nó chỉnh được ha.
ta chỉ không được, mà nhưng xét tần số vẫn được nha mọi người. Volume cộng lớn nhỏ không được. Nó có hai loại cỏ nguồn, ở nguồn này, ở nguồn cao cấp là cảm ứng nè, thấy không, cảm ứng. Cái nguồn này là cái nguồn này nút là thường, mẫu này là rẻ hơn, mẫu này là cao hơn. Cảm ứng hiển thị là muốn cài đặt chế độ là tắt mở như thế nào đó là có luôn nha mọi người. Ok, mọi người cần liên hệ trực tiếp với mình nha. Thì đặc biệt tai mic nó rất là đẹp nha mọi người, sống rất là ổn định. Có bộ này thì mọi người làm show thì vừa lắm. Cặp đôi này thì trên dưới 10 triệu thì chắc có khó có đối thủ nha mọi người. Mọi người cần liên hệ với mình nha.